đi chúc Tết mà ra với các ông chú đi về. Không có ông chú này mất vui ngay. Chồng quen mất cả ông chú đấy. Chồng. Ông chú là số 1. Chú là số 1. Qua điện giờ ông tưởng nữa mà. Chú tôi là số 1. Ông chú này không có điều kiện ngoài cái việc là túi chỉ có tiền với lại thịt lợn các bếp. Bia nó uống toàn bia Tiger này, chứ phải uống vớ vẩn đâu. Này, cầm đây. Này uống này. Uống ra uống. Chồng quế bỏ tiền này. Nào, nhân chúc mừng năm mới nhân dịp ngày mùng 2 bây giờ từ sáng giờ mới thấy ông chú. Chúc sức khỏe ông với ông cháu đang mạnh khỏe học giỏi. Ông ơi. Sáng giờ thấy ông chú. Vâng, bữa nào lấy chồng mèo vạc ông cũng đi. Chi bảo rồi, mèo vạc ông phải đi. Hát hai bài. Từ ông Hữu. Nhanh lên Hữu hát karaoke. Từ nãy giờ chả thấy mời cháu bây về. Giờ, không hát karaoke được. Mà cái mặt thằng nó. Một cách đi dọn này. Mời. Ông mới làm hớp vào được cái gì với rắn nào? Hỏi vậy thì ai dám uống? Đây ông ơi. Ông nuôi có con nữa cháu ơi, hỏi hỏi. Không, hỏi đúng sự thật. Cháu uống vào là chạy ô tô, xe máy là chạy 100 cây nhá. Đừng có chạy 70 cây. Vậy thôi, chạy vậy thôi. Chạy tầm 70 cây, 75 cây thôi. Ông chú nhá. Chú bánh, chú bánh. Chú cầm càng đi. 1, 2, 3. Dô. 2, 3. Dô. 2, 3. Uống. Mừng năm mới. Karaoke. 35 con dê.